Ok, chào bạn nha. Đây là nhà thờ Lộc Hưng à, đang trong quá trình xây dựng nha. Ok, sẽ đi dạo một vòng thử. Cảnh khá là đẹp. Thờ này đang trong quá trình xây dựng cho nên là nó cũng hơi bụi. Đây là phía trên của cung thánh. Ok, mình thấy là kiến trúc rất là đẹp ha. Đó. Lên tận thánh rồi coi. Đó, mình sẽ quay tổng quan về nhà thờ. Đấy. Đây là các chặng đèn thánh giá nha. Ok, đây là hình thiên thần rồi ba ngôi thiên chúa nè. Mình sẽ lên ở phía trên cung thánh. Đây là tượng thánh Giuse. Đây là bữa tiệc ly nè. Đây là cận cảnh trên của cung thánh luôn nha. Đó. Thấy là tượng chúa chịu nạn ở trên đây. Rất là đẹp ha. Đó. Rồi. Đó là chúng ta sẽ qua tượng Đức Mẹ. Đây là tượng Đức Mẹ Maria vòng Chúa Giêsu. Đó thì hiện tại là chỉ có như đây thôi, tại công trình còn đang xây dựng chưa hoàn tất. Để mốt công trình xây dựng hoàn tất rồi mình sẽ trở lại đây và quay cho các bạn xem thêm. Bạn đã thấy là trên đây có những cái kiến mà tranh ảnh khá là đẹp đó. Bên đây cũng vậy các bạn. Chói quá chứ không là mình ấy không thể nào quay được ở trên được. Ok, mình sẽ ra ngoài mình quay tổng quát nhà thờ nha. Ok các bạn. Thì đây là tổng quan bên ngoài nhà thờ, thì trên đây nó cũng sẽ có lầu nha. Đây là cổng trước nè. Công trình còn đang rất là xây dựng ngổn ngang. Thì các bạn sẽ thấy là ngoài đây có tượng Phaolô và có tượng thánh Phêrô. Thánh Phêrô thì đứng đây. Ok, mình sẽ đi lên thử nha. Lên thử trên lầu. Ở đây là họ có cho phương tiện là thang máy. Bạn cũng có thể đi bộ lên. Thờ này đang trong quá trình xây dựng cho nên là hơi bụi nha. Đấy, tự đi lên đầu. Đó, đây là phía hành lang bên hông bên phải của nhà thờ ha. Trên đây là hình như là tháp chuông á bạn. Trên đây đúng rồi, trên đây là tháp chuông. Đó, ngoài đây là cái ban công ha. Ban công của nhà thờ. Hôm nay chúng ta đứng có thể nhìn thấy được hoàn cảnh. Đó. Hết rồi.
Đây là ban công bên trong. Ok, mình sẽ cho các bạn xem tiếp ở bên ngoài nữa. Ok các bạn, thì đây là phía trên lầu của nhà thờ nè. Đó. Đây các bạn có thể thấy rất là đẹp ha. À, chỗ nãy mình nói là chỗ này khúc thang máy đi lên nè. Quang cảnh của nhà thờ rất là đẹp ha. Kiến trúc bên châu Âu. Đó, có các mái vòm. Đó, đây phong cảnh Đức Mẹ và thánh mình cũng quên vị thánh đó rồi. Đó. Đây hình như là bên ngoài. Đây là cảnh tượng bên ngoài nha. Bên ngoài của nhà thờ. Thì trên đây có một tượng Đức Mẹ rất là lớn. Chắc cũng cỡ 3-4 mét gì đó. Đúng như mình nói thì đây là chỗ tháp chuông nè. Sẽ có các cái chuông. Ok, mình sẽ ra ngoài mình quay tổng quan cảnh. Ok các bạn. Thì mình sẽ ra ngoài và quay toàn cảnh nhà thờ. Ok các bạn, thì ở đây chính là quang cảnh bên ngoài nhà thờ ha. Hơi nắng tại mình đi vào buổi trưa. Thì đây là họ đang làm cái cổng tên là nhà thờ Lộc Hưng. Để mình bật cái góc rộng xa hơn xíu. Ok. Ở đây người ta cảnh báo là không có đậu xe chỉ cổng nhà thờ thôi. Ok, thì tổng quan nhà thờ đã xong rồi các bạn.